Shop Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nhé. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu với anh em một cái sản phẩm dàn riêng cho các anh em đang chơi rim nha anh em. Thì những anh em nào mà chúng ta đang chơi quay thì anh em có thể mình xem video để ủng hộ thôi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm này là dàn riêng cho các anh em chơi rim. Còn anh em chơi quay thì mình sẽ cố gắng trong thời gian tới mình kiếm cái sản phẩm nào nó giá cả hợp lý như vậy. Tại vì hiện nay thì cái giá của bô và vị bô của rim ấy thì nó còn phải chăng. Còn cái giá của vị của quay ấy, thì nó cao quá, nó hơn 400 lận, cho nên là mình không có muốn nhập về mình bán cho anh em, giá nó cao vậy bằng gần bằng một nửa cái bô rồi, chắc cũng không ít anh em chúng ta mua. Thì cho nên là mình cũng đang xem xét xem là cái bộ cổ vị của quay ấy, nếu mà nó có cái giá hấp dẫn hơn hàng nhập Thái nha, mà hàng chính hãng ấy, mà nó có giá hấp dẫn hơn ấy, thì mình sẽ cố gắng mình nhập cho anh em. Còn hiện tại thì giá của cổ vị của quay nó đắt quá, không biết tại sao nó đắt mình cũng không biết luôn, nó cũng tương tự như rim thôi mà không biết sao nó đắt quá. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu cho anh em cái bộ cổ và vị bô của rim. Thì khi anh em mua bộ cổ vị này, anh em sẽ được tặng thêm bốn chi tiết, đó là chi tiết hai ốc và hai cái long đền nha. Đây, chi tiết hai ốc này, hai long đền này, hai ốc này, đây này, mình bắt vô sẵn đi cho anh em rồi. Thì ở đây là cái hàng nguyên kiện này. Nhà hàng này là hàng nguyên kiện nha, chưa có bóc, chưa có xé gì ra hết. Còn đây là một cái bộ mình đã lắp hoàn chỉnh cho anh em rồi, thì phải nói là nó rất là đẹp luôn nha. Anh em có nhìn như vậy là anh em thấy ha, ở dưới đất mà anh em cầm lên nó đẹp như vậy á, thì anh em biết gắn lên trên xe nó vip cỡ nào rồi ha. Đó, thì mình sẽ xin được giới thiệu cho anh em về, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ cổ bô và vị bô của cái dòng xe, đó là dòng xe Dream. Thì cái cổ vị này anh em chúng ta hoàn toàn có thể gắn được cho Dream Thái cũng như là Super Dream, nhưng mà cái cổ này thì nó là cái cổ của Dream Thái nha. Thì đây mình sẽ nói cho anh em sơ qua. Thì rất là nhiều anh em chúng ta đang có cái tình trạng là cổ bô bị hư, và anh em thay những cái cổ bô lô vô thì cái cổ đấy thì nó vẫn xài được thôi, nhưng mà nó cho ra cái tiếng nó không được hay, cũng như là trong cái thời gian sử dụng nó sẽ rất là nhanh bị đen và sét, và đặc biệt là cái tiếng kêu của nó sẽ cho ra nó không có âm thanh, bô nó không có hay ha. Ngoài ra thì gắn vô đôi khi nó cũng không có được đúng cái form của bô nữa. Và cái này thì cái loại này thì nó dày đẹp và rất sáng bóng. Ngoài ra thì nó cho ra cái chất lượng bô nó rất là tốt nha. Đó, thì đây là một bộ của nó gồm có 6 chi tiết nha, là gồm có hai chi tiết lớn là một cổ bô và một vị bô, bốn chi tiết nhỏ là gồm hai đong đền và hai ốc. Thì tất cả đây đều là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng nha. Thì nói về cái cổ bô này đi, cổ bô này thì mới tinh và rất dày dặn luôn, anh em thấy không, và cực kỳ đẹp nha. Lỗ bô anh nhìn cái nốt hàn này là anh em biết nó xịn hay là nó không xịn này. Đấy, và anh em lưu ý giúp mình nha, cái một cái điểm trừ của những cái cổ bô mà hàng 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 dỏm á, nói thẳng ra là hàng không không được chất lượng đi, thì những cái lỗ này nó sẽ khi mà chúng ta lắp vào cái vỉ lấy vỉ lắp vào đây thì nó sẽ không khớp lỗ nha. Còn những cái loại này hàng chuẩn này này thì bỏ vào là nó khít y chang luôn, đây ngay ốc luôn, ngay lỗ luôn nha. Đó, anh em thấy không này, và đặc biệt là anh em nhìn này, cái lỗ ốc, cái con ốc này là trên đầu có cái chấm này, anh em thấy không, và con ốc tròn mà cái đầu nó lại ngắn như vậy nha, ốc đầu tròn mà ngắn như vậy là rất là hiếm có nha. Ốc đầu thì cái đầu ấy thì to, cái lỗ vít thì sâu, mà con ốc thì lại rất là ngắn nha. Ốc này là chỉ có ốc chỗ cổ bô này hàng zin nó mới có thôi, còn ốc hàng lô là nó không có đâu. Đó, và cái đầu nó cũng có chấm này, đặc biệt đâu. Và vị bô thì mới 100%, bóng loáng luôn, cực kỳ đẹp nha. Màu này cực kỳ chất, chỉ có cái hàng zin nó mới có cái độ si bóng đẹp như vậy thôi. Đó, thì nếu mà anh em mua nguyên một bộ luôn, gồm có 6 chi tiết như vậy, thì giá của nó sẽ là 190 ngàn nha. Còn nếu anh em mua lẻ thì mình có bán lẻ luôn, là cổ ấy, thì sẽ là 90.000. Và cái bộ vị bô này gồm có vị và hai ốc, hai long đèn luôn á, là 100 ngàn nha. Rồi thì anh em là chúng ta có nhu cầu anh em có thể liên hệ với mình, khi anh em lắp vào xe thì nó sẽ thành một cái combo cực kỳ đẹp như vậy luôn.